nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay nam mô a di đà phật hôm nay chúng ta nói về cái chủ đề là năng lượng nhưng mà ở đây lại nói năng lượng đó thuộc về gọi là ma ra những cái cái từ này nó rất xưa đây là cái nó thuộc về trong cái cái học của giáo lý Ivanishad. ừ. và hôm nay nó cũng phù hợp với cái đời sống thực tại của chúng ta ừ. cho nên chúng ta hãy nghe một cái bài thơ này trong cái kinh điển của áo nghĩa thư năng lượng đó được gọi là Maya. Cái không có khởi đầu nhưng lại có kết thúc. Hiện diện ngon nhau trong điều được thấy và điều không được thấy. Không thật, không giả, không phải không thật, cũng không phải không giả. Và có vẻ ngoài thuần khiết nhất hoàng mỹ nhất năng lượng đó được gọi là maya tức là ảo tưởng nó không thể được mô tả bằng bất cứ cách nào ảo tưởng là ngu ngốc nó không có ý nghĩa nó là giả nhưng với những sự với những ai bị đánh lừa ảo tưởng là thật trong ba trạng thái của thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó bản chất thật của bản chất thực sự của nó không thể được truyền tải chỉ bằng việc nói nó là thế này. Đó, đây đây là cái nguyên văn của một cái bài kinh kinh thư xưa đó coi thứ bây giờ cuộc truy tìm đi vào trong maya maya nghĩa là điều gì đó tồn tại mà lại không tồn tại cái có vẻ là tồn tại tức là cái bề ngoài mọi vật hiện ra trước mắt chúng ta không phải như như chúng vốn vậy. Những câu nói như thế này á thật sự là những câu nói rất lâu rất xa và thường là trong kinh văn hoặc là của những nhà triết học lớn. Ừ, như là ai đây là cái câu nói Emanecan tức là ta thường gọi là của nhà triết học Ken đó. Tức là mọi vật hiện ra trước mắt chúng ta không phải như chúng vốn vậy đó Immanuel nói đâu đó rằng chúng ta không thể biết được sự vật trong bản chất đích thực của nó bản chất đích thực của một sự vật thì không thể biết được chúng ta qua cái bài này rồi chúng ta sẽ đi sâu vào cái thực nghĩa của nó cái chúng ta biết về một vật chỉ là sự phóng chiếu nó sự phóng chiếu nó là sự đóng góp chúng ta đã đóng góp điều gì đó vào nó khi bạn yêu ai đó uh, nó là sự phóng chiếu của bạn chúng ta bắt đầu chúng ta hiểu cái nghĩa phóng chiếu về giữa cái tinh thần và vật chất giữa cái trạng thái của xúc giác, cảm giác và và hành động. Nó là sự phóng chiếu của bạn, bạn đóng góp điều gì đó vào người yêu giáo của bạn. Tình nhân của bạn, bạn trao đi điều gì đó rồi bạn bị ấn tượng bởi chính đóng góp của mình. Đây là Maya. Bởi vì khi chúng ta phóng chiếu một cái tinh thần hay là một cái gì đó ra bên ngoài chúng ta luôn luôn cảm giác là mình có mình có sự thật nhưng mà thật sự điều đó mình cũng không rờ động được mà mình cũng không có thật về vật chất hay kể cả cái tinh thần bởi vì điều đó rồi nó sẽ đi ngon qua cái tâm trí chúng ta và chúng ta nói là tạo thành một cái ảo giác đảo ngược lại và chúng ta thấy nó như thật những điều này nó hơi khó hiểu chút à. Chúng ta tiếp tục tạo ra những ảo tưởng xung quanh mình. Chúng ta tiếp tục tạo ra những giấc mơ xung quanh mình. Cái thật, cái đúng như nó là bị nhấn chìm bởi những giấc mơ và phản chiếu của chúng ta. Thật sự thì cái cuộc sống này nó luôn luôn là như vậy. Cái thật có thể nó cũng không thật. Và cái không thật cũng có có thể là nó thật. À. Bây giờ chúng ta nói một việc mà nó để thứ cái gì mà là nó thật. Ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây. Thật sự thì trước đây năm 10 phút gì đó. Tôi có cảm giác là tôi đang bệnh. Tôi rất yếu. Nó là sự thật. Nhưng mà khi tôi nhớ là tới giờ tôi phải nói chuyện với các bạn Thì cái, cái ý nhớ đó Trong cái ý nhớ là cái ý nó gợi lên cái hình ảnh của động Của hình của, của, của những cái hành động Rằng tôi phải đến tôi ngồi đây Và tôi phải đọc sách Tôi phải nói Pháp Hoặc là tôi phải diễn giảng cái gì đó À. Thì trong cái ý nghĩ đó Nó làm thay đổi cảm giác của tôi Nó làm cho tôi như tôi quen mấy Tôi quen là tôi đang Trong người tôi đang mệt, đang khó khăn đó. Và tr trong khi mà tôi ý, Đang nói chuyện như thế này Nhưng mà nếu nếu tôi nghĩ tưởng là à, mình bệnh hay là mình có cái gì đó Thì thật sự cái 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 mà gọi là sức mạnh hay là ngôn ngữ nghĩa là nó sòng phản thẳng, thẳng tháng như thế này nó giảm đi nó gì nó giảm đi bởi vì cái ý nghĩ đó nhưng mà ý nghĩ là cái gì ý nghĩ là một cái tưởng cũng là một sự tưởng tượng một sự tưởng tượng nó làm thay đổi chẳng những cái mà tu, chúng ta gọi là tinh thần mà nó còn thay đổi cả vật chất nữa cho nên cái điều này chúng ta mới thấy là cái cái từ năng lượng đó nó cũng phát xuất từ cái nội tính chúng ta. Từ cái nội lực chúng ta. Và nó cũng phát xuất ra cái sự phóng chiếu. Của những cái vật thể ở bên ngoài. Hoặc là nó hầm xúc. Ở bên trong của chính nó. Ừ. Nhưng mà nó là thật sự. Người ta không thể nhận diện được. Không thể rờ động được. Không thể thấy được. Ừ. Chúng ta tiếp tục tạo ra những ảo tưởng xung quanh mình. Chúng ta tiếp tục tạo ra những giấc mơ xung quanh mình, cái thật, cái đúng như nó là bị nhấn chìm bởi những giấc mơ và phóng chiếu. Chúng ta muốn hiểu điều này chúng ta phải nhớ lại chính mình, nhớ lại là những giấc mơ mình, những ý nghĩ của mình. Rồi khi những ý nghĩ đó chứ chúng ta đừng có kéo dài hơn nữa mà chúng ta cắt nó ngang với cái phần chạm vào cái cuộc sống ý nghĩ và cuộc sống tư duy và những cái hành động giữa hai cái đó là cái gì người ta nói tư duy hay là nghĩ cái gì thì mình làm cái đó hay là thay đổi tư duy tức là thay đổi cái hành động cái khuynh hướng mình tại sao mà nó là có sự thay đổi như thế ví như mình nói thì không ai cãi mình nói nghĩ như thế nào thì làm như thế này. Bạn nghĩ như như những gì thì bạn làm như thế này. Nhưng mà từ cái nghĩ đưa đi hành động lại như thế nào? Thường thường thì chúng ta ít có bắt gặp ở trong lòng mình những những cái điều mà nó nó truyền tải giữa cái tinh thần và cái hành động thể chất của mình và nó tạo ra cái sức mạnh hay là tạo ra một sự hèn yếu, sự sợ hãi. Những cái đó ở trong người xưa người ta gọi là ma gia hay là nó là ma. Cũng như người ngồi thiền có thể một lúc nào người ta biến đổi cái trạng thái tâm và cái cơ thể của người ta cũng bị biến đổi theo. Có khi người ta cảm thấy mình rất là hùng mạnh, mình rất là trong sáng Nhưng mà có khi người ta cũng thấy mình có sự run sợ, có sự nghi ngờ hay nó thay đổi một cái dạng gì đó Và cái đó đến một cái mức cuối cùng nào đó Nó tràn đầy một cái loại năng lượng quyền bí Con người có thể thấy mình đổi khác Nó giống như là người ta có thể trở thành nhẹ nhàng hoặc là người ta có thể đưa cái con người đó nó 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 cách khỏi cái 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 mặt đất ít khi mà chúng ta thấy được cái mà cái cái từ năng lượng hoặc là cái, cái sức mà không không vật chất đó mà nó làm thay đổi được cái vật chất của chúng ta nó từ một cái cái tính chất thực tế của của vật cho đến cái tâm của chúng ta cũng vậy nữa ví dụ như tôi muốn đưa vót lên một vật nặng bây giờ tôi nếu tôi nghĩ cái vật này nặng quá thì thật sự là tôi phải cố gắng và tôi sẽ tạo ra cái sức mạnh mà nếu không có nghĩ thì có khi nó cũng có cái 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 sự quá sức thật bởi vì mình tưởng là mình có thể bưng cái vật đó lên được nhưng mà khi mình chạm tới mình bưng lên thì không nổi. Chứ không phải nhất thiết là mình mình nghĩ nó lên nổi là nó lên nổi mà khi không lên nổi là nó không lên nổi. Bởi vì nó vẫn có cái sự tương đối của nó. Nhưng mà trong cái tương đối này chúng ta mới cân nhắc, chúng ta mới thấy thấy cái 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 cái, cái tâm nó là gì. À cái thức nó là gì cho nên nhớ ngày xưa ngài Cư ma la thập lúc ông còn nhỏ tuổi bảy tuổi ở trong sử lịch sử, nói nên là ông đi vào chùa ông thấy một cái chuông ông mới bưng lên đưa hai tay té nít mà lúc người mới bãi tưởng bưng lên nhưng mà ông nghĩ cái chuông này rất nặng tại sao mình bưng nổi vừa bưng lên cái ý nghĩ đó thì ông thả xuống Ông thả xuống nhưng mà mai là ông vừa biết cái ý nghĩ của mình Chứ không phải là nó chưa nạn thật Nhưng mà mình nghĩ nó nạn Thì tự nhiên nó nạn Cho nên cái thấy này là thấy giữa cái ý nghĩ Và nó nó sang qua cái hành động ừ. Và và sau đó ông ngộ gọi là duy, duy, tâm thức Duy tâm thức quán Mình học về duy thức Thì đây là ông biết là đây là cái thức biến Đó người ta nói Một người lớn thì không nói gì như một người nhỏ nó mới sáu bảy tuổi thôi mà hai tay bưng cái chuông vui vẻ thì nó bưng lên cái đứa bé nó nó bưng cái chuông lên bưng chuông lên cái nó nhớ lại là cái chuông này nặng thì tự nhiên nó nó không bưng không nổi nó thả xuống và mai là nó là một cái người có cái cái gọi là cái căn Phật căn căn bản của sự giác ngộ cho nên nó thấy ở giữa cái lực và cái tâm cho nên tôi tôi nghe cái câu chuyện chút xíu này nó cũng là lâu lắm rồi từ hồi tôi mới đi học đạo với tôi thì tôi thường hay hay thấy được trong cái sự so sánh của mình khi mà tôi 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 cũng bưng những vật nạn hay là một cái gì đó cũng như bây giờ tôi yếu rồi nhưng mà có những vật nó quen thuộc Ví dụ một cây gậy sắt Và một cái gì đó nó rất nặng Có thể là nó 5-7 kg Nó gần cả chục kg Thì tôi không thể sách nổi Nhưng mà tôi quen đi Tôi quen là tôi yếu rồi Và tôi vui vẻ có khi tôi cầm lên Tôi vẫn đưa lên được Thành cái sức mạnh này nó từ đâu Có khi nó thật Và có khi nó bị cái tinh thần quên lãng đi quên lãng cái 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 sự thật đó thành cái năng lượng mà nó có thể tạo thành một cái 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 lực mạnh cái lực cái vật chất để mà đưa một cái vật thể nạn nề nghĩa là lên khỏi một cánh tay của mình đó thì cái này cái cánh tay đó không thể đưa nổi một cái vật nạn như vậy nhưng mà nó có thể đưa nổi một vật nạn như vậy đó nhưng mà cũng có lúc trong cái sự tập luyện nó lâu dài nó có một cái sức đẩy ở bên trong nó gọi là khí khí lực hay là khí công à. cho nên ở đây chúng chúng ta qua cái bài mà ví dụ như cái cái năng lượng đó là cái cái từ với nó nó với cái từ ma đó thì thật sự một cái là nó rất thật là về vật chất mà một cái thì nó nó giống như là ma thiệt là không thể thấy được không thể biết được Ừ. cho nên mới nói mọi vật hiện ra trước mắt chúng ta không phải như chúng vốn là vốn vậy cho nên là can mới nói là đâu đó rằng chúng ta không thể biết được sự vật trong bản chất đích thực của nó ừ. bởi vì chúng ta quen thuộc thôi quen thuộc về một thói quen nào đó chúng ta thấy nhìn ngắm nói hay là cầm sách chứ cái biết thật sự thì không biết biết là thế nào ví dụ bây giờ mình nói biết nó nạn nhưng mà khi mình sách lên thì mới biết cái nạn mình gọi là cái trọng lượng của nó và cái 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 năng lượng lực của mình cho nên bản chất đích thực của một sự vật thì không thể biết được lần lần chúng ta bắt đầu biết được giữa hai cái 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 cái, cái tâm và cái vật và cái mà mình nói mình nhìn mình gọi tên cho đến cái thực của cái đồ vật đó nặng nhẹ hoặc đó, thì chúng ta biết cái đúng hay là cái sai là cái gì phần nhiều thì chúng ta mượn theo cái thói quen hoặc là sự nhớ lại mà để mình dùng từ đó thôi cái chúng ta biết về một vật chỉ là sự phóng chiếu nó là sự đóng góp chúng ta đã đóng góp điều gì đó vào nó khi bạn yêu ai đó nó là sự phóng chiếu của bạn, chúng ta phóng chiếu cái tình cảm, cái tình thương, cái lòng tốt, hay là cái lòng từ, hay cái gì đó vào người khác. Nhưng mà sự cái điều cái điều đó là thật sự là, nếu mà nói theo thông thường thì nó chỉ là đơn phương thôi. Nhưng mà cái người khác đó có thể là bị sự biến đổi của cái tình cảm đó hoặc là có thể là bị khó chịu trong cái tình cảm đó như vậy là cái tình cảm là gì cái tình cảm hay là cái cái gọi là cái nói chung là cái tâm cái lòng thương ghét của chúng ta đó cái chất của nó là gì chúng ta đâu có thể rờ đụng được đâu cho nên bạn có thể đóng góp điều gì đó vào người yêu của bạn tình nhân của bạn bạn trao đi điều gì đó và rồi bạn bị ấn tượng bởi chính cái sự đóng góp của mình cho nên được gọi là maya ví dụ như bây giờ chúng ta tiếp xúc hai người có thể bắt tay nhau hay là ôm nhau cái xúc đó nó chỉ một khoảnh khắc như là một cái chớp thôi một cái sự va đạm đúng thôi nhưng mà cái điều đó nó sẽ có một cái gì đó tồn tại ở trong mỗi con người đó nó rất lâu mà cái sự tồn tại đó thực sự nó cũng không phải là vật cũng không phải là tâm cái cái cái, cái va chạm đó nó qua rồi và cái 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 cảm giác đó nó cũng qua rồi ừ. Nhưng mà chúng ta luôn luôn thấy nó là thật Có khi người ta kết nối một tình bạn hay một cái gì đó Nó cũng từ một cái tính chất ảo ảnh như thế Hoặc là ghét hay là yêu Nhưng mà nó lại có một cái lực kêu bằng nối kết cuốn hút Hay là hút và đẩy Cho nên những cái đó tuy nó không có thật nhưng mà nó lại làm cho con người trở nên lạ lùng Biến đổi. Cho nên gọi là ma gia. Ma gia tức là ảo ảnh không có thật. Nó là một trong bốn loại ma. Hồi nhỏ tôi học trên từ đó. họ Có bao nhiêu thứ ma? Ông thầy ông nói có bốn thứ ma. Tôi nói, ma gì tôi bán đó. Ông nói là ma là không có thật. Ma gia. Ma là ma, ma gia. Hay là ma chết. Ma chết là người chết. Đó. Người ta gọi đấm ma đó đám ma là cái đám của người, người, chết rồi là 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 ma chết rồi à, gọi là tử ma đó rồi là thiên ma là nó có cái loại ma của cõi trời thứ sáu chứ không phải là không phải là ma ma mà như mình cõi trời thứ sáu đó nó có thần thông biến quá dữ lắm cũng gọi là cái cõi đó nó xuống hai hay hay hay, hay nghĩa là giúp đỡ hoặc là thử thách những người mà tu sắp thành đạo như Đức Phật á. Thiên ma, tử ma, ma gia và một cái nữa là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma thì lúc nào nó cũng có trong người mình ấy cả. Bởi vì cái ngũ ấm đó, thật sự nó là ma. Nhưng mà người ta khám phá ra nó cũng rất là khó khăn chỉ có những người mà người ta học đạo và người ta tự tự ý thức được cái bản thể trong người mình đó cũng như tôi tôi cũng tự tự tập trong cái sự ý thức đó cho nên khi nào buồn vui thương ghét muốn hay là khỏe mạnh hay là ốm đau này tôi thấy đều là ma ấy. chứ nó không dính dấp gì tới mình chỉ có cái thấy cái biết đó là nó thật uhm nhưng mà nó thật nhưng mà nó không có thật bởi vì khi mình thấy biết đó mình mới phân biệt mình mới biết được nó cái tính chất thật của nó nhưng mà cái biết đó thì thực sự mình cầm nắm cũng không được mình thấy biết không được cho nên nó gọi là tri hay là tuệ hay là giáp à. ví dụ một lúc nào chúng ta đương đau khổ đương này kia nhưng mà có khi mình quên lãng thì mình đâu có thấy gì à cũng như tôi nói chuyện hồi nhỏ tôi bị má đánh bà nằm bà bắt nằm xuống bà đánh một cái cái bà là dạy và nói gì đâu một hồi vậy bởi vì bà dạy mà chứ không phải giống như ba ba mà ông tức giận bà xuống đánh một hơi rồi ông thả chạy mất còn ba thì bà nằm đó bà đánh một cái rồi bà dạy bà nói gì đâu tôi nằm tôi ngủ quên mất hồi đó bà đánh một cái tôi la lên sao má đánh con má đánh con cho nên cái cảm giác đó có khi nó cũng không thật ví dụ một đứa nhỏ nó, nó nó nó, dễ quen bởi vì cái điều má nói mình đâu có hiểu đâu bà dạy phải trái đúng sai mày phải thế này thế kia mình nghe mà lúc đó mình nhỏ quá mình đâu có nghe đâu cũng giống như mình đi học bài vậy đó. mình cũng không hiểu gì mình đi học đó. có khi cái bài mà nó quá sức của mình mình đâu có hiểu cái không hiểu mà bị người ta nói đó thì thật sự nó, nó trở thành một cái tính chất ồn ào khó chịu chúng ta tiếp tục tạo ra những ảo tượng xung quanh mình. Chúng ta tiếp tục nhận ra những giấc mơ xung quanh mình. Ở đây là chúng ta, cái này không phải chúng ta nghe để chúng ta biết, nhưng mà để chúng ta có một cái 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 kinh nghiệm, tự mình phải kinh nghiệm lấy cái đó thì thì cái bài này nó mới hiểu được, nó làm cho mình hiểu ma là gì, ma gia là gì cái hiểu này nó đưa đi đến cái sự tỉnh thức từ nhỏ cho đến lớn từ chuyện gần cho đến xa Đó. chứ còn cái cái nói này thì thực sự nó cũng mới mẻ nó phân tách giữa vật chất và tinh thần và ảo tưởng và và cái 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 việc làm của mình nhưng mà đồng thời chỉ khi mình giác ngộ thì nó mới có sự thay đổi lớn con người mình nó mới trở thành cái cái bí mật ừ. Nó đúng như nó là, cho nên chúng ta sẽ thấy bị chìm, bị nhắn chìm bởi những giấc mơ và phóng chiếu của chúng ta. Lực lượng tạo ra những ảo tưởng xung quanh bản chất đích thực của sự vật là Maya. Cho nên tất cả những từ đó chúng ta phải định nghĩa mà thực sự chúng ta định nghĩa thì nó là chạy xa nữa cái định nghĩa đó là nó là sanh nhưng cái từ phụ nữa những cái ý khác nữa như từ lực lượng hay là tạo hay là ra những ảo tất cả những cái từ này nó đều là cái hành động đều là một cái sự chuyển động mà chúng ta ghép lại cho nên nó cũng là ma nữa chung quanh uh, quanh bản chất đích thật chúng ta ghép nhiều từ lại <laughs> nó thành ra nghĩa Chứ thật sự nếu mà một 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 cái chữ Nó cũng không có nghĩa lý gì cả Là Maya. ma gia à, Ma thuật này Quyền năng này của tâm trí Tạo ra những thứ không tồn tại Cho mọi vật Những phẩm chất không có thật Và chúng ta sống Trong thế giới này Thế giới được tạo ra tạo dựng này Cho nên cái nguyên lý này khi mà hiểu được giác ngộ đạt được thì chúng ta có một cái thần lực rất là lớn cũng như là trời thứ sáu đó là trời ma vương đó nên là nó 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 đấu chiến với phật được nên nó, nó dụ hoặc rồi nó tạo ra đủ thứ chuyện nghĩa là nó nghĩ sau thì nó tạo ra được cái đó hết cả đương nhiên vỡ mộng chắc chắn là điều phải xảy ra có thể sẽ mất thời gian nhưng nó sẽ đến bất cứ khoảnh khắc nào thực tại khẳng định bản chất bản thân giấc mơ sẽ tiêu tan khi chúng ta hiểu điều đó thì tất cả cũng như cái mà chúng ta tưởng tượng ham mê đám núi mà chúng ta hiểu được sự thật đó cái tự nhiên nó chán cũng như mình hiểu mình thích một người nào đó mình thương một người đó và người đó hoặc là cái người lịch sự họ cũng để cho mình nói chuyện hay là thương hay gì đó nhưng mà cuối cùng mình hiểu ra thì mình thấy thật sự nó rất là nản lòng nó chán rồi tự nhiên mình mất đi nó nghĩa là mình mất đi sắc mạnh bởi vì mình thấy mình ảo tưởng nó không có cái đó ai đó yêu ra rồi có hai người giúp đỡ nhau tạo ra giấc mơ có một lúc tôi nói chuyện này nó có tí ti thôi một lúc đó tôi thích một cái người đó dữ lắm mà tôi coi ông ta là vừa một người thầy mà kính trọng lắm rồi có một bữa đó tôi đánh tôi chịu không nổi tôi đánh lễ tôi là lễ nè bởi vì tôi thích quá tôi quý quá đánh lễ cái Thì tôi ông trở thành thăng mặt nhưng mà ông nói tự thầy thương tôi quá thì thầy nói vậy chứ tôi không phải vậy Tự nhiên tôi bỗng nhớ tôi nói tôi đâu thấy thương gì đâu <laughs> Tự nhiên tôi nói tình ba vậy đó cái, Mà khi tôi vừa nói rồi Tôi thấy nó mất hết tất cả thật Ông dường như ông cũng trở thành mất mất ông, ông thấy giống như là Cũng giống như mình bị Nó sai mình bị gạt Mà khi mà ông, 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 ông Qua cái câu nói rồi tôi thấy con người đó nó khóc Và tự nhiên tôi cũng khóc Và sau đó hai người cũng có thể đến lui Nhưng mà nó trở thành dấn dân mất nó nó có cái lạ lắm cho nên do vậy chúng ta phải sống trong cái 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 mai gia đó thì nó nó mới được dịu dàng em thấm được đó là tôi nói hồi tôi chơi với thầy phạm công thiện tức là thầy nguyên tánh hồi đó tôi lên xuống ở vận hành tôi thích ông giám bắt đầu đọc ý thức trong văn nghệ và triết học rồi tới im lặng hô thảm tư, tạm tư nghĩa là hô thảm tư tưởng rồi tới mặt trời không có thật nghĩa là tất cả sách cũng gần như tôi đọc gần hết rồi những bài viết ở trong đại học trong tư tưởng đồ này kia ừ. và tôi thấy tôi rất là thích thương thì cái cảm giác đó có thật ừ. nhưng mà đến lỗi mình nắm tay hay mình ôm rồi nó không đủ mình lẽ người đó mình kính trọng quá mình lẽ lẽ thì ông nói như vậy thì tôi tự nhiên tôi dòm thấy tôi trong khoảnh khắc đó tôi không có vậy cả tôi nói tôi cũng đâu có thương gì đâu cái thì tự ông cũng giống như ông bị gọt nhưng mà nó thật cái nào cũng thật ấy cả cái có thì mình làm như vậy cũng thật nhưng mà rồi khi mình mình giật mình mình nói lại mình cũng nói thật cho nên tôi thấy chúng ta bị ảo tưởng cũng như gần đây có một người tôi cũng rất là kính mến À. cái rồi à, một hôm tôi nói câu gì đó cái tự nhiên nó nó dừng mất nghĩa là nó ngược lại với cái sự cho nên con người mình đó, là những cái cảm giác cái ý nghĩ hay là tình cảm nó đều có thật nhưng mà một lúc mình nhìn ra mình thấy nó không phải nó không có cái đó thì mình cũng nói cái đó mình nói đó nhưng mà cái người mà nghe đó cái tự nhiên họ vỡ mầm. giữa nếu cái tình cảm họ nghĩ à anh bạn này đâu có cái gì quý mến mình đâu bởi vì đến một lúc nào chúng ta nghĩ rằng cái gì chúng ta có đó sao nó không không nó đâu mất nó không có nữa và nó khi đó là khi mình nhìn được phủng vào cái 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 cái, cái nội tại của nó cái thật của nó nhưng mà nó vẫn có sau đó nó vẫn có cho nên cho nên cái lòng thương lòng ghét lòng muốn lòng ưa tất cả nó đều có thật nhưng mà nếu mình nhìn lại thì không có cái gì cả cho nên giữa cái có với cái không đó nó gọi là ma ma gia đó, tức là ảo tưởng thì thật sự là ảo tưởng là cũng là một cái điều có thật cái điều tốt nhưng mà chúng ta rất sợ bởi vì thường thường chúng ta quỷ quỷ diệt quỷ nhục nghĩa là nói nói xấu trong cái từ đó nói mày là chỉ là ảo tưởng là ảo ảnh rồi này cái gì đó. nhưng mà nếu là ảo tưởng là sao ảo tưởng nhưng mà nó có thật nó mình có cái sự tưởng tượng nó thật cũng như mình tưởng tượng một cái người nào đó một cái đời sống hay là một cái gì đó mình canh kiệu mình quý giá nhưng mà lúc nào cái mình thấy cái tâm mình ở đâu bởi vì cái tâm mình nó chỉ sanh nên cái tưởng đó thôi còn cái tâm thật nó không có gì cả Cho nên mỗi lần mình ngủ mình thức dậy Thì coi như là mình cũng đổi một cái cuộc đời Hay là mình chết đi Rồi mình sanh ra một kiếp khác Thì thật sự tất cả người thân nó đều là trở thành mới mẻ Mình có những người thân mới Còn những người thân cũ thì nó đâu mất hết cả rồi nhưng mà mình không nhớ đến cái cái người cũ mà mình chỉ có cái thân cho nên cái tình cảm nó nó phát xuất từ gọi là cái năng lượng của mỗi người nó sinh ra. Nga có tình thân bất cứ cái gì cả. Cho nên cái bài này tuy là nói thật sự ở trong cái tính chất văn hóa cao văn học. Nghĩa là cô Ibanisak nhưng mà thật sự nó là một cái giáo lý. Nó làm cho con người ta có thể tỉnh thức được. cho nên lực lượng tạo ra những ảo tưởng xung quanh bản chất đích thực của sự vật là ma gia ma thuật này quyền năng này của tâm trí tạo ra những thứ không tồn tại hoặc cho mọi vật những phẩm chất không có thật và chúng ta sống trong thế giới này thế giới được tạo dựng này đương nhiên vỡ mộng chắc chắn là điều phải xảy ra có thể sẽ mất thời gian nhưng nó sẽ đến bất cứ khoảnh khắc nào thực tại khẳng định bản thân giấc ma sẽ tiêu tan cho nên bất cứ một cái lý tưởng nào bất cứ một cái tín ngưỡng nào bất cứ một cái suy nghĩ gì bất cứ gì trước đó nó không có nhưng mà sau đó nó có tại sao nó sanh ra chúng ta nghĩ cái tính chất mà nó phát sanh đó rồi sau đó nó cũng có cái điều kiện hoặc vô điều kiện nó tan đi mất à. cũng giống như những, những môn học chúng ta rất là thích những môn học nào đó một lúc nào chúng ta hâm mộ chúng ta kinh kiệu chúng ta tôn thờ nhưng mà khi nó đầy đủ cái hiểu biết rồi rồi nó cũng tan biến rồi cái tâm của chúng ta lại nó là thích những cái sự tôn thờ khác cái hình tượng khác con người nó là như vậy à. cho nên chúng ta phải tìm được cái nguồn gốc đó phải thấy được cái nguồn gốc đó và chúng ta cũng giúp đỡ lẫn nhau để tạo ra những giấc mơ ai đó yêu và rồi cả hai người giúp đỡ tạo ra giấc mơ ví dụ có người mình thích họ hoặc là mình không thích họ nhưng mà nếu họ biết mình thích họ thì họ cũng thích mình và khi họ thích mình có người nào đó họ thích mình mình cũng thích họ nhưng mà đến lúc nào mình thấy tự nhiên mình cũng không có gì thích rồi hoặc là người ta cũng thấy người ta cũng không có gì thích rồi tự nhiên nó chia tay <laughs> chúng ta thấy cuộc đời nó thật sự cho nên con người nó cũng giống như một đứa trẻ con lớn giống như gì. Ừ. Nó do cái tâm ở bên tâm nhưng mà chúng ta trước chừng nào mà chúng ta ngộ, gọi là ngộ tâm tức là chúng ta thấy cái sự nối kết của những trạng thái vô hình đó thì gọi là một người giác ngộ. Còn chúng ta nói, nghe, nói đồ mà chúng ta hiểu biết thì gọi là một người trí thức hoặc là có văn hóa hoặc là có những là hiểu biết về cái giáo lý tâm linh nhưng mà khi mà mình tự mình thấy cái điều đó nó xảy ra và nó tan biến đi Thì mình vẫn mình có thể gọi là người ngộ Cho nên nói ai đó yêu và rồi cả hai người giúp đỡ nhau tạo ra giấc mơ Cả hai đem đến những phẩm chất và trưng ra những vẻ bề ngoài không không thật cái phẩm chất bên ngoài nhưng mà chúng ta lại phải đồng hóa với cái cử động. À, nhưng mà rồi một lúc nào cái ở bên trong nó, nó mòn đi. Nó bốc khói hết. Nó bay mất rồi. Thì cái cử động bên ngoài nó trở thành sổ sàn. Nó có một cái gì đó. Nó, nó, nó chán trường và nó, nó dị hợm. Rồi chúng ta tự nhiên chia tay. <laughs> nó không có nhựa nữa. Thật sự nó là chính là cái thế gian đó. người ta nói là cái gian chứ không phải có thật cho nên bề ngoài không có thật những chiếc mặt nạ những khuôn mặt họ giúp nhau đánh lừa chính mình tất cả những điều đẹp đẽ thì nói lên còn tất cả những điều xấu xí thì chìm xuống tất cả những điều đáng yêu được trân ra và tất cả những điều không đáng yêu thì bị quên lãng. Nó đi vào trong vô thức và chúng ta tạo ra một khuôn mặt giả. Nếu mà chúng ta hiểu hết những điều đó tự mình thì thật sự chúng ta sẽ có cái lòng tốt, cái bình an và cái cái sự hiểu biết rồi không. Bởi vì cái bản chất con người là tốt chứ nó không phải hiểu biết những điều đó rồi rồi nó, nó, nó ghét hay nó thù nhưng mà thật sự nó bình an trong cái bình an căn bằng đó nó gọi là lòng tốt và chúng ta có thể có thể con người mà chúng ta giao tiếp đó nó là mới hơn nữa bình an hơn nữa mặc dù cái cảm giác nó có đổi khác cho nên người ta nói nếu lòng tốt hiểu nhau thì nó mới lâu dài được còn cái tình cảm mà nó mình không tự hiểu được một lúc nào nó bay đi mất thì thật sự là cũng như là cái hồ mà chúng ta một hộp hồ chúng ta để lâu rồi nó mất đi cái chất dẻo cái nhựa của nó và nó còn đó nhưng mà nó không còn dính được nữa bởi vì kỳ thật là không ai có thể yêu trừ khi anh ta có thể ghét nếu ta ta không có biết ghét thì cũng không bao giờ biết yêu không có người nào biết yêu mà không có biết ghét bởi vì cái yêu nó phát xuất từ cái nó đảo ngược lại cái ghét cái trạng thái đó cái không có thì nó sẽ trở thành có rất đậm đà cho nên mỗi khi ai đó yêu thì điều đó ngụ ý rằng chắc chắn sự thù ghét cũng mãnh liệt như tình yêu cái câu này nó là một cái triết lý lớn chắc chắn sự thù ghét cũng mãnh liệt như tình yêu cả hai cái đó tồn tại đồng thời chúng thuộc về cùng một hiện tượng một hiện tượng mà nó ngửa hay nó ấp thôi ừ. cũng như con người có thể thay đổi cái tâm mình cũng như thành khi mà ví dụ như mình học dịch đó, mình thấy cái quả ấy nó biến đổi một chút thì nó ngửa lên một chút nó lật lại một chút nó căng bằng nó chỉ có mấy cái que thôi mà cứ đếm hoài đếm hoài nó biến à. có ba cái que rồi nó chia làm sáu rồi nó chia ra chia hoài 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 rồi nó biến thành bao nhiêu quả rồi bao nhiêu hầu rồi nó có thể tính toán thì sự vật nó nó là một cái cái như vậy đó bạn không thể yêu mến mấy không thể yêu nếu bạn không thể ghét cả hai đều làm một năng lượng đó cũng trong năng lượng đó nhưng phần thù ghét bị kìm nén vào trong vô thức và phần yêu thương được đem ra cả hai người đang đưa uh, đưa phần yêu thương lên trên và kìm nén phần tắc yếu của còn lại vốn không thể chối bỏ họ tạo ra những giấc mơ xung quanh chính họ và bởi những giấc mơ mà họ đã tạo ra này họ yêu nhau cho nên chúng ta sống trong giấc mơ dù cái thật nó cũng là mơ bởi vì tất cả có pháp có sanh thì có diệt ừ. ngay cả cái tướng mà nó còn phải biến đổi ừ. thì cái cái tâm làm sao mà không biến đổi bởi vì cái tâm là không có thật còn cái tướng là như cái hình dạng cái 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 chất lượng cái cái sự cứng mềm đúng sai nghĩa là vuông tròn dài ngắn nó có thật hình lượng nó có thật mà nó phải biến đổi ở trong chính chính trong lòng của nó trong lòng của sự vật cũng như một cái biển nó lặng hay là nó 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 sống gợi sống lên cũng chính những cái con nước đó Ừ. mà ngay nơi cái 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 núi đó cái lòng nó như thế nào đó một lúc nào nó tự nhiên nó nó, nó sụp nó đổ nó nó, nó sụp xuống nhưng mà không phải tự nhiên mà nó vậy cái tính chất biến đổi nó, nó nó chậm chúng ta không thấy được thành cái đó là gọi là cái samsara đó cái vô thường đó nó không có thật cho nên gọi là sắp tất cả sangara anika đều là vô thường mà nếu chúng ta bám đó thì nó sẽ thành khổ cuộc đời này nó vậy đó con người sự vật tất cả nó đều biến đổi từ cái vô thường cái vô thường mà ở trong sự vật nó trở thành cái tan rã ở trong lòng con người nó trở thành cái sự khổ đau gọi là đi khá và nó trống rỗng gọi là cái anatta tức là cái cái không có thể bám víu được không có chủ thể được cho nên người nào mà hãy quan sát như vậy đó thì tự nhiên sẽ đắc đạo chứng được cái khổ không vô thường vô ngã đó là cao nhất còn hiểu cái đó dù chưa có bay lên được nhưng mà nó cũng hơn thần tiên bởi vì thần tiên họ do tu luyện mà họ có thần thông mà bay lên nhưng mà họ vẫn hiểu lầm trong tam giới nga có chư thiên họ vẫn hiểu lầm về vấn đề sắc và và tâm và sắc ừ. cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái thật sự đó rồi một lúc nào nó tan biến hết nghiệp thì chúng ta vẫn có cái lực lớn như tất cả các vị, các vị trời người như là thiên nhân chỉ đạo sư đó. Cho nên cái biết đó, nó tạo ra cái năng lượng, nó tạo ra được tất cả. Còn cái sự áp chế hay là kềm chế hay là hay là chúng ta làm cái gì đó thì nó gài với nhau, nó, nó, nó tập với nhau, nó, nó, nó đuôn đẩy một, theo một khía cạnh nào đó. Chứ nó không có thật. Còn cái tính chất hiểu biết rõ ràng thì thực sự nó sẽ đưa đi đến một cái 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 gọi cái năng lượng mà phi năng lượng nó vượt ra tất cả. Cho nên nhưng các bạn có thể tiếp tục trong bao lâu phần bị chối bỏ sẽ đòi quyền lợi nó sẽ báo thù N nó sẽ bùng nổ kìm nén cần nhiều sự bùng nổ sẽ cần nguy hiểm hơn bất cứ cái gì nó cũng đều nằm trong cái định luật này vật chất hay tinh thần một con người hay cả một thế giới một cái núi hay là một cái biển tất cả nó đều nằm ở trong cái sự biến đổi ừ. cho nên trong kinh mới nói vô thường chư pháp hành Tất cả sự chuyển động đó luôn luôn thế giới này là thế giới động, nó luôn chuyển động. Mà chuyển động tức là nó vô thường không có tồn tại như mình thấy được. nên Vô thường chưa pháp hành tâm nghi tội tiện sanh. Nếu mình không biết cái điều đó thì cái tội nó sinh ra. Cái tội lỗi nó sinh ra. Chứ không phải mình làm gì nó có tội lỗi. Bởi vì cái không biết đó nó trở thành những cái biết sai lầm, nó mới tội lỗi. Cho nên vô thường chưa pháp hành mà tâm nghi tội tiện sanh. Bởi vì bản lai vô nhất vật phi chủng diệt phi manh Cái xưa nay nó không có vật Cái câu này nó giống như cái câu ngộ đạo của Ngài Quyện An đó. Bản lai vô nhất vật Phi chủng diệt phi manh Bởi vì sao? Nhật nhật đối cảnh thời Cảnh cảnh tùng tâm xuất Mỗi ngày mình đó, mình đối cảnh Thì cảnh đó tùng tâm mà xuất ra khi mà chúng ta thấy cái đó thì chúng ta cũng biết là mình đã đã ngộ bắt đầu ngộ rồi bởi vì mình thấy mình mình vừa mỗi ngày đó mình chạm với sự vật hay không chạm với sự vật thì cái cái cảnh từ tâm nó sinh lên không phải nó sinh lên như là cái sự rờ động được vật chất nhưng nó sinh lên nó choáng cả cái đầu óc mình từ cái không mà nó có có từ cái cái giả mà nó thành thật tất cả khuôn khổ hay là kêu bằng cái động tịnh hay là hình thức hay nội dung hay là kêu bằng khối lượng hình lượng bất cứ gì đó bây giờ cái điều đầu tiên là chúng ta hãy thấy nhưng mà hãy rời cái, cái tên gọi đi thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta thấy cái đầu mối của, của cái thấy cái biết cho nên tại sao một người mà người ta định tâm hay ta vô niệm rồi thì người ta thấy người ta bình tĩnh hơn người ta nhìn sự vật người ta tỉnh táo hơn hiểu biết hơn cho đến nỗi khi mà người ta ở trong cái vô niệm thật sự thì người ta nhìn người ta thấy chân lý chứ không có gì cả bởi vì chân lý nó từ cái không từ cái cái vượt qua tất cả cái phẩm chất định giả hay là gì hết cả bởi vì cái ước lệ ước định của cái cái tâm thức của mình nó tạo ra cái sai nó không có mà bây giờ nó là có nó không phải vậy bao giờ vậy nó không có so sánh mọi giờ nó là so sánh nó không phải là một sự đối chiếu phân biệt mà đó nó là cái đang là cái như thật như thị như như mà chúng ta nói từ đó thì nó rất nhiều và rất lâu dài nhưng mà là không có ngộ thì chúng ta không có lợi ích nhiều và chúng chỉ nương nơi đó mà chúng ta dè dặt để tránh bớt những cái điều gì quá đáng mà thôi còn khi mà chúng ta ngộ cái điều đó Thì chúng ta giải thoát ngay cái khoảnh khắc mà chúng ta ngộ đó Cho nên nó kèm nám cần nhiều Tức là cái, cái sự biết, sự không hiểu Bùng nổ sẽ cần nguy hiểm hơn Các bạn có thể tiếp tục mang những chiếc mặt nạ Khi các bạn không ở quá gần và quá thăng mặt Khoảnh khắc các bạn ở gần thăng mặt Và tình yêu đòi hỏi bây giờ hãy ở gần bây giờ hãy sống trong một ngôi nhà bây giờ hãy kết hôn bây giờ chúng ta không thể sống tách rời điều đó là không thể đòi hỏi này bây giờ chúng ta không thể sống tách rời tạo ra tình huống và ở đó phần còn lại bị đè nén sẽ trả thù tức là những cái gì nó ức chế bên trong một lúc nào nó bừng vỡ ra nó sẽ gọi là trả thù đó bởi vì cái dấu nấy này là một cái dấu thịt dấu lý thật một cái dấu lý nó rất cổ nó có từ năm bảy ngàn năm trước là có cả nếu mà nói thật sự nó đã có từ mấy chục ngàn năm nó sẽ trở lên nó sẽ bắt đầu đòi quyền lợi lúc ấy giấc mơ tan rỡ tăng vỡ nhưng một lần nữa một lần nữa chúng ta bắt đầu tin giờ đây người này chỉ có thù ghét đầu tiên chúng ta tin người này chỉ có yêu thương Giờ đây một lần nữa chúng ta lại rơi vào cái bẫy thứ hai Cái bẫy còn lại giờ đây Người này chỉ có thù ghét có chất độc Một lần nữa chỉ là một sự phóng chiếu Một lần nữa phần còn lại đang được phóng chiếu Và chúng ta tiếp tục sống trong những phóng chiếu này Chúng ta thương hay là chúng ta thù Đều là một sự phóng chiếu của tâm thức giả tạo còn ví dụ như trong giáo lý đạo phật nói cái lòng từ bi đó thì nó rất là cân bằng à. cho nên nó từ năng dĩ nhất thiết chúng thanh di lạc tức là có cái tâm thức muốn làm cho tất cả chúng sanh được an lạc à. chứ nó không có muốn nghịch lại còn bi năng bạc nhất thiết chúng sanh di khổ muốn làm cho chúng sanh được được không có khổ chúng sanh đó là chúng sanh tâm là mình và người và tất cả mọi việc đó cho nên nó bình đẳng nó 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 không phải là từ với ai hay là bi với ai nhưng mà cái tâm từ cũng giống như một cái hoa nó dân hương ở trong một cái cái núi rừng hay một nơi nào đó người nào đi ngang qua thì được hưởng được thấy nó chứ nó không có vì ai hết cả đây là quyền năng của ma gia đây là ma thuật bên trong tâm trí bạn nó có thể phóng chiếu và rồi nó có thể tạo ra những sự vỡ mộng cho chính nó nó có thể tạo ra những giấc mơ rồi nó có thể tin vào chúng cả hai nó có thể tạo ra và có thể tin vào chúng và khi những giấc mơ đó tan rạ vỡ không phải là bạn sẽ nhận biết được toàn bộ trò lầm lạc này sao khi giấc mơ tan vỡ một lần nữa bạn bắt đầu tạo ra một giấc mơ khác sự tan vỡ của những giấc mơ riêng lẻ riêng lẻ không phải sự tan vỡ của maya bởi vì nó là maya mà nó là cái sự tan vỡ mà Vì siri siri ở đây tức là nói về chân sư đó nó rằng maya là khả năng thôi miên chính mình một khả năng tự nhiên nó là sự thôi miên tự động cho nên cái 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 ma da này là cái ma thật ma thật trong tất cả những cái loại ma như thiên ma tử ma hay là ngũ ấm ma hay là ma da mà cái ma da này nó nằm ở trong tất cả nó là một ảo tưởng ảo ảnh nó là một cái tính chất quyền hoặc nó sinh ra con người khi nhận định được thì nó sẽ biến mất nhận diện được nó thì mình sẽ xoay chiều mình đổi ngược lại còn không nhận diện được nó thì nó tồn tại nó ở đó ừ. nó là từ cái 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 không có biết từ cái vô minh ừ. Ừ, gọi là sự thôi miên tự động sự thôi miên tự động này có thể tạo ra những thứ không tồn tại và sự thôi miên tự động này có thể che giấu những thứ vốn tồn tại tức là cái sự thật và đối với những người tìm kiếm chân lý, tìm kiếm cái thật, điều này phải được hiểu hiểu thấu. Chúng ta đi tìm chân lý, đầu tiên là ta phải hiểu cái này. Có khi chúng ta hiểu được cái này rồi, chúng ta không cần tu gì nữa. Nó cũng đã đến đến bà rồi. Bởi vì nó cũng đã tỉnh mộng hết rồi. Và trong đó nó trống không, nó, nó thanh bình, thanh tịnh, nó an nhiên như, như bao giờ. Điều này phải được cảm nhận một cách rất sâu sắc, quyền năng này, mai gia này phải được thấu hiểu sâu sắc. Bởi vì đây là sự ngục tù của chúng ta, đây là sự ngu ngốc của chúng ta, đây là sự điên rồ của chúng ta, đây là sự đau đớn của chúng ta. Tạo ra những giấc mơ ngàn đời và sau đó tạo ra những thất vọng, tạo ra những ảo tưởng. Cho nên cho nên chúng ta là bị cái bản ngã, cho nên nếu ai đó nói mình ngu ngốc hay là mơ hay là này kia mình rất là khổ đau rất là tự ái và có khi mình trả thù nhưng mà thật sự cái đó là sự thật chứ không phải là ám chỉ mình cái điều đó nhưng mà nếu mình không có điều đó thì thì dù người người nào mà có ám chỉ mình cũng đâu có dính dấp gì được đâu ví dụ nói bạn bạn là người xấu mà nếu tôi không phải là người xấu tôi biết rất rõ thì cái điều đó nó đâu có làm gì đâu chỉ trừ trường hợp một là mình mình bị u lì mê hoặc người ta nói mình bị cái từ đó mình nghĩ là mình xấu mình nghĩ thoáng qua thôi dù mình không có mình cũng có cái ý nghĩ mình bị cái nghĩ đó cho nên mình cứ tức giận nhưng mà trong con người mình nó không phải là xấu mà thật sự cũng không phải là tốt mình là con người thanh tịnh bình an hay sao đó trong tính chất mà mình không hiểu được cái 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 chân lý đó thành mình cứ cứ muốn tốt sợ xấu hoài thành nó đưa đi đến một cái cái tính chất phiền não tạo ra những giấc mơ sau đó tạo ra những thất vọng tạo ra những ảo tưởng và sau đó là những vỡ mộng và chúng ta không ngừng lặp đi lặp lại hết kiếp này đến kiếp khác nghĩa là có thể chúng ta liên tục hàng tỷ kiếp hàng trăm triệu kiếp chứ không phải là mới bây giờ những cái này nó là vô hình nhưng mà cuộc đời lúc nào nó cũng có con người lúc nào hay có sanh ra nó có như vậy và chính cái như vậy đó nó mới tiếp tục nó 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 tạo tạo nghiệp nghiệp này nghiệp kia nghiệp thiện nghiệp ác cho nên khi mà chúng ta hiểu ra cái đó tức tức là cũng, chúng ta cũng như là vỡ mộng vỡ nghiệp rồi và chúng ta biết phải làm gì và chúng ta không ngừng lặp đi lặp lại hết kiếp này đến kiếp khác chúng ta tiếp tục lặp lại và quyền năng tiếp tục hoạt động hết lần này tới lần khác nhưng mỗi khi chúng ta bị vỡ mầm chúng ta không chịu trách nhiệm về nó chúng ta lại la hét than vãn khổ đau đổ thừa cái này đổ thừa cái kia đổ thừa người này đổ thừa người kia rồi chúng ta lại tự hành hạ mình làm mình nghĩ tại sao tôi ngu thế tại sao tôi dạy thế tại sao tôi thế này thế kia đủ thứ chuyện hết cả nhưng mà chúng ta cần làm gì nếu chúng ta không hiểu biết thì nó cũng vậy mà thôi toàn cảnh đối tượng phải chịu trách nhiệm khi chúng ta tạo ra ảo tưởng này thì một lần nữa chúng ta không chịu trách nhiệm người kia đối tượng đối tượng hay là người tình người yêu dấu thế giới họ phải chịu trách nhiệm bởi tất cả ý nghĩ và cái cái chứ không phải là cái 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 cái, cái, cái tư cái lời nói cái tình cảm đó nó là như vậy đó điều này xảy ra bởi vì sự phóng chiếu ở bên trong chúng ta không bao giờ nhận biết được sự phóng chiếu chúng ta luôn nhận biết cảnh được phóng chiếu hiện tượng được phóng chiếu những câu nói này nó cũng có cái tính chất chiều sâu lắm chúng ta không bao giờ nhận biết được sự phóng chiếu tức là chúng ta không thấy được cái thức của mình cái tính chất năng động cái tính chất biến đổi của của cái biết của cái thấy cho nên cái bữa cái kỳ trước của mình có chuyện mà mình nói mình về cái biết đó, thì chúng ta có nhiều người họ cũng có nhấn tay nhục nói nó tụi tôi tụ cũng biết rồi tôi cũng biết về cái biết tôi về thầy hỏi cái cái biết nó là cái màu sắc hình dạng nó như thế nào thế nào <laughs> có người họ cũng tự tạo ra họ nói rồi có người họ cũng nói gần trúng nhưng mà nó nhiều khi nhưng mà trong lúc đó nếu mình có một cái sự thử thách thì thực sự ra họ cũng 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 không có định nghĩa đúng thật được bởi vì cái cái biết là cái khi mà mình đạt được cái cái phần ngộ phần giác ngộ nó tự xảy ra cái điều đó mà nó không có bị lạc lầm nó không bị đánh lừa bởi cái tên trong đầu của mình không có tưởng ở ngoài miệng mình không có tên và mình cái thấy của mình không có định hình không có gì cả mình nghĩ là mình thấy tâm hay là tướng đều như thật thì lúc đó gọi là biết chứ thực sự nó cũng không phải là có một cái biết gì hết á nhưng mà nhưng mà nếu mình nói mình nói mà nói quá của cái tánh không hay cái không gì hết vào cái sự thật thì khiến con người họ cũng cô đơn họ cũng thất vọng họ nói nói gì đâu mà khó quá khó hiểu quá nhưng mà chính cái khó hiểu đó nó mới là sự thật còn cái mình hiểu được là gì là do kinh nghiệm mình có kinh nghiệm mình biết rồi mình mới hiểu cho nên mình hiểu là mình hiểu một cái gì còn thật sự cái tánh biết mình nó đâu có hiểu nó có hiểu cái gì gì đâu nhưng mà mình cảm giác có một cái cảm giác vô hình khi mà người biết là tự nhiên nó yên tâm ở trong cái biết đó người ta sẽ không có cái sự sợ hãi của cái sự lầm nhầm lẫn, lầm. Ha. Cuộc đời này nó tương đối chứ nó không gì tuyệt đối. Cho nên cái nào nó cũng có thật. Đúng hay sai phải hay quấy hay là thiện hay ác, hay là tội phước này thì tất cả nó đều có thật. Nhưng mà nó có thật khi cái tưởng đồng quá với cái hành, cái động với cái im. Khi mà tách rời ra một cái Thì cái đó nó không là thật hay là giả cả Không ai nói cái gì mà mà mình mình không biết Mà mình cho là giả hay là là thật Mà mình biết là thật sự người ta sẽ lầm từ trong cái biết Để mà chấp nhận Và đồng quá Mình ngay cả mình giới thiệu một cái cái gì mà lớn lao nhất của thế giới hay là cái gì vĩ đại nhất của chủ nghĩa hay cái gì đó hay là một món ăn hay gì đó nếu mình nói khéo á, thì trong người họ họ cũng biết được họ có chứ không phải có cái món đó họ chưa từng ăn mà nếu một người diễn đạt khéo nói về hương vị xúc sắc của cái món ăn như thế nào thì bởi vì người ta sẽ người ta biết cái cái đặc tính đó rồi ta biết hương vị sắc xúc thì khi mà người ta nói đúng thì trong con người đó nó sẽ sanh ra cái hương vị đó cho nên nó được là cái biết ừ. cái có cái không cái gì cũng vậy nữa ừ. cho nên cái bài thai với nó sinh lên là cái đã sinh đó. con người mình biết là cái đó nó đã biết rồi sinh lên là cái đã sinh hiện hình là chỗ chính mình nương đi thì là cái vận hành bên trong vận hành trong đổi thai này cái còn chán được cái đó là cái cái vô không có thật nhưng mà khi mình đề cập tới là nó có thật Hoặc khi mình quỷ diệt nó Thì trong tự ái nó nổi lên cái có thật đó Nó phản lại hoặc nó chấp nhận Cái đã sinh chứ không phải là cái sẽ sinh nữa đâu. Cái đã sinh cho nên Đạo Phật nó a lại ra Cái, cái tạng thức mà nó đủ hết Tất cả thiên đường, địa ngục Cái gì cái gì nó cũng có thật hết Nó có thật ở trong cái thức Cái, cái a lại gia thức của mình đó. Mà từng phần nó nổi lên nó nổi lên qua cái cái ý thức của mình ừ. nó làm thành hình danh sắc tướng và trong khi mà nó đã có cái đó thì nó nó không thể không có cái đó cho nên gọi là chấp nhận nó trở thành một cái cái sự thật gọi là cái 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 mặt nó thức cái thức chấp nó, chấp ngã nó, chấp ngã ngã là một cái sự nương dựa một cái sự cái gì đó nó không có mà mình chấp nó thì nó không có chứ nó không có thật bởi vì thế giới này nó không thật bất cứ một cái gì dù một cái vật chất gì mà nặng nề nó vậy nó cũng không có thật bởi vì nó không có thật nhiều nghĩa lắm một cái là ví dụ người nhìn nó bằng cái giá trị này người kia nhìn kia giá trị khác và có nhiều khi một người giá trị mà người đó nhìn thấy không giá trị mà cái không giá trị thì người này nhìn thấy là giá trị mà trong thực chất của nó thì nó như vậy nó là không là gì hết cả. Vì thế cho nên cái 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 thật nó là bởi vì cái đánh giá nó. Cho nên nó sanh vô số những cái sự mâu thuẫn về sau đó. Nhưng nhưng mà chúng ta cũng phải lần lần để chúng ta tìm hiểu ngay cái cái chỗ mà hiểu biết cái cái chỗ bám víu của cái thức mình vào cái tướng của hiểu của biết đó thì mình mới vỡ ra được còn nếu không á thì dù mình có nói phải hay người ta nói phải mình cũng khó mà tin được bởi vì tin là cái gì mình cũng biết mơ hồ dặn vặn bên trong nó có mình mới tin được còn bên ngoài thì nó không có thể nói tin như không có tin tôi không bao giờ tôi nói tôi tin cái ngón tay tôi hay là tôi tin cái lỗ mũi tôi cái chuyện rất vô lý bởi vì nó quá nó, nó, bình thường đó cho nên cái gì nó có thật nó thật mà nó không có nói là thật thì nó không có đức tin nữa tôi nói tôi tin tôi luôn luôn tôi tin có hai cánh tay chúng ta không bao giờ nhận biết được sự phóng chiếu tức là trong tâm chúng ta phóng chiếu ra hình ảnh đó chúng ta luôn luôn nhận biết cảnh được phóng chiếu chứ còn cái khởi lên nó đâu biết được. Cho nên khi hồi xưa mà tôi bắt đầu từ cái cái niệm Phật đó thì tự nhiên lại một lúc nào mình thấy của mình không niệm sao nó niệm, ai niệm đây? Nhưng mà mình tác cái câu hỏi đó liền là bởi vì thấy cái niệm nó nó rõ ràng. Chính mình thấy cái câu niệm Phật trong người mình đó rồi có nhiều khi không phải là thấy ở bên trong có hội mình đi cái bước chân của mình mình thấy dưới bằng chân mình nó nam mô di đà phật mỗi bước đi cho nên hồi đó tôi đi học tôi bữa nói bữa ông thầy ông thầy bạn tôi nói vừa ơi à, cái chân tôi nó niệm phật nha ông nói, cái gì kỳ vậy? chân nhiều mà niệm phật được tôi nói tôi đi bằng chân tôi niệm nam mô di đà phật nhưng mà lúc đó mình mới thoáng biết thôi nhưng sau này mình mới biết cái điều đó là điều cần thiết, rồi mình mới tập cái 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 niệm nó để chuyển vào trong tất cả, nhất là khi mình niệm mình cầm sưu chuỗi mình bấm, bấm một hồi rồi mình thấy mình không có niệm cái tay của mình nó niệm, cái tay của mình nó bấm vừa bấm sưu chuỗi nó nó có cái như là phật ngay chỗ đầu ngón tay đó, thì từ cái đó mình chẳng những mình biết được cái chỗ tịnh hay là cái chỗ chưa chưa định định hay là chưa định mà mình biết cái công phu niệm phật của mình nó trở thành thiền ừ, đó. và mình đi đứng nằm ngồi cho nên mình mới có thể đổi tư thế lúc nào cũng được hết cả mà khi mình biết cái đó là mình sẽ khám phá ra cái thức của mình là gì ừ. cái thức mà nó khám phá ra đó mà khi mình biết được cái thức của mình đó thì tự nhiên mình nó có nhiều cái lợi lắm nó kể có cái lợi cho cái sức khỏe của mình ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây nếu tôi không biết thì tôi nói trời thầy ngồi lâu đau lưng quá hay là thế này kia bởi vì cái nói đó là dường như mình vừa vừa có cảm giác là mình vừa nói rồi mình vừa mình áp dụng vào cái 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 vọng tưởng cam thanh đó còn còn khi mà mình bắt đầu mình khám phá rồi mình có nói nó có rồi mình thấy mình thấy thì nó đâu có tiếng nói đâu, thì mình nếu mà nói về cái ngũ ấm thì mình bắt đầu mình biết cái 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 cái, cái thọ thọ ấm thọ ấm thì tức là mình biết cái mớm của cái thọ ấm đó trong cái biết nó là tưởng ấm rồi nó chưa có tiếng lời chưa có câu nó cũng là tưởng rồi, tức là cái biết của mình nó thành ra tưởng nhưng mà có, có biết nó có nhiều loại một cái biết nó thành tưởng còn cái biết cái tánh biết tự nhiên nó là biết mà nó không là gì cả thì cái này nó phải tu luyện cho nên cái vấn đề mà tu á, là vấn đề mình một cái trò chơi thôi chứ thực sự không có gì một trò chơi mình ngầm ngầm mình mình tự trao đổi chấp tự biến đổi thức tự nhưng mà mà mình có cái bản lĩnh đó là mình phải dòm vào bên trong mình phải tập sự ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Cũng như mình muốn cầm một cái vật nặng, mình đưa lên đưa xuống giống như một cái cái dụng cụ thể dục ấy. thì mình phải ý thức, mình phải ý thức vào cái cái vật mình mình sẽ sẽ cầm nắm, rồi mình phải ý thức về cái nắm tay của mình nghĩa là cái ý thức luôn luôn nó ở trong tất cả cái động và nó tạo ra một cái sự nhóm khí lực vào cái điểm đó thì cái điểm đó nó mà nếu mà mình có thể nhóm lại ở trong bất cứ lúc nào thì cái biết nó cũng ở trong bất cứ lúc nào mà nếu cái biết khi mà nó cân bằng rồi thì tự nhiên cái 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 gọi là cái định thì tất cả cái động đó nó chính xác ví dụ bây giờ tôi đương nói mà tôi đưa cái tay tôi cầm ly nước thì cái ngón tay này nó biết chứ không phải là tôi biết cái, gọi là cái xúc giác nó biết thì nó không thể rớt cái ly nước được dù tôi nó nói thiên trời địa đất hay là lơ đảo gì cái, cái ngón tay này nó cũng không rớt cho nên mỗi cái sự vật nó có cái sự loạn và cái sự định của nó cho nên có những người họ cháy họ nắm cái gì đó cứ ngắt dù nó mê cái chỗ đó na cái, 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 cái khí lực hay là cái tế bào chỗ đó nó là bị chấp nhất vô cái đó nó dính vô đó rồi cố gắng lắm bư khởi gỡ cái đó ra trong khi người ta chết người ta nắng thì cái thần kinh mình cũng vậy nữa khi mình chết mình vừa nghĩ tới người nào đó rồi mình chết mắt nó dính trong người nghĩ đó nó không chạy nữa uhm rồi nó nó trở thành nó nó đưa qua cái vùng sống của cái thức cái tưởng khi mình chết đi cho nên khi mình chết đi mình bị những cái thức những cái tưởng tượng khi mình còn sống tức là hình ảnh khi mình còn sống đó thì mình sẽ theo những hình ảnh đó bởi vì cái tâm nó không có nó nó là một sự trống rỗng nó là một sự biến hóa linh động kỳ diệu nhưng mà mình không biết nó thành nó phải bám víu vào một cái vật dù là một hình thức âm thanh sắc tướng hay cái gì đó thì nó nó bước theo cái cái chỗ vật chất đó mà nó chuyển động nó chuyển động trong cái vô hình ảo giác của của cái không gian nghĩa là đa chiều của nó hoặc là nó gọi là không gian vô chiều của nó ở trong khi người ta chết đó. bởi vì chính nó là không gian chính nó là thời gian thành do như vậy nó mới chuyển động nó nó theo cái cái chỗ có của nó mà nó một là tất cả cho nên nó đi đầu thai hay là nó đi đến cái chỗ có duyên của nó nếu mình muốn biết điều đó không khó mà mình phải biết ngay tới lúc lúc này đây ngay có khi mình đương đi đứng nằm ngồi mình biết nó cho nên khi mà nói cái đó thì nó cũng không vượt qua ngoài cái biết thì cái biết nó thành tựu thành tất cả cái tính chất mình có thể định vị xác định được ừ. cái chỗ nào Đó. cho nên mới nói toàn bộ thế giới chỉ là một tấm mạng toàn bộ tính khách quan chỉ là một tấm mạng và chiếc mái chiếu nằm bên trong ừ. cái mái chiếu cũng mái chiếu phim của chúng ta nằm bên trong cho nên mới nói ở phía đây nó hiện tượng được phóng chiếu Hệt như trong một phóng chiếu một một cái phòng chiếu bấm đó, chiếu chiếu phim máy chiếu ở phía sau không ai quay lại để thấy chiếc máy chiếu máy chiếu ở phía sau mọi người đang hướng mặt về phía màn hình đó. cái này là ví dụ nó nó rất hay mà nó chính xác đó. và trên màn hình chỉ là những hình ảnh được phóng chiếu cái thực quyền năng ở phía sau, tức là mình gọi là cái nghiệp hay là mình gọi là cái, cái 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 chỗ mà mình không thấy biết được, nhưng mà thật sự con người có khả năng thấy biết điều đó, có thể thấy biết được cái nghiệp của mình. Đó. cho nên cái vì thế cho nên mới biết cái tính thấy cái tính giác nó thoát ra ngoài tất cả cái cái vật chất và cái cái cái, cái thức quen thuộc của mình, nó có một cái tức là nó thuộc về cái chứng tự chứng phần nữa nhưng mà trước hết là mình phải nghe rồi sau cái nghe đó lần nó sẽ có đức tin cái đức tin nó làm cho cái cái nghe và cái biết của mình nó trở thành hiện thực và tự nhiên cái cái mà mình biết đó là cái mình thấy được có khi như người ta nói là mình thấy trong tư tưởng nhưng mà với sự thật rồi nó y như vậy đó thế mình tưởng trong người sau thì sự thật nó cũng vậy nếu một lúc nào mình 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 mất đi cái cái khả năng vật chất nặng nề này mình tưởng là mình nhẹ nhàng hay sao đó và lúc đó mình muốn bay thì thì mình bay lên chứ không có khó gì cả nhưng mà mình bị ám ảnh bởi vì cái thức vật chất của mình đó mình không bay nổi cho nên cái này tôi 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 kinh nghiệm mấy lần ở trong chim bao tôi thấy tôi bay và khi tôi thức tỉnh ra thì tôi hay nhớ về cái khả năng đó cho nên có một lúc tôi đứng bên một cái bờ vực Tôi muốn phóng mình tôi bay Nhưng mà tôi lại dừng lại liền Là bởi vì tôi biết cái biết của mình đây Nếu mà mình đừng có nghĩ mình biết Mình 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 nhớ lại Thì mình có thể bay được Cũng giống như mình mộng du mình Thì cái thân mình nó bước nhẹ được Còn cái thân mình, mình mình có cái biết Thì cái biết đó nó là thật Là thật thì cái, cái trọng lượng nó tự nhiên nó có thật Bởi vì trọng lượng của mình nó không phải thật nó do cái nghiệp của mình thôi ví dụ như một người mọ quen nhảy câu, nhảy dài họ miên luyện tập một cái gì trong cái khoảnh khắc đó cái trọng lượng nó bị thay đổi nó chỉ có thật ở trong cái lượng xuất hút của của cái cái, cái cái quả đất của của con người của mình thôi nó ảnh hưởng ở trong những điều đó còn khi mà con người mình nó thay đổi thì nó cũng thay đổi cho nên nó là di thức biến cho nên những cái vấn đề học đạo như thế này Những vấn đề nghe giáo lý như thế này Là vấn đề mình khui ra những cái bí quyết Của sự thành công Mình khui ra cái bí quyết để nhập nội vào cái nguyên lý thật của nó Nếu mình nhập vào cái nguyên lý trọn vẹn của thật đó Thì gọi là ngộ Và trong cái ngộ đó lần lần nó sẽ tỏa ra được cái những cái 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 cái, cái pháp hành cái hành động mình uh -huh. cho nên có hồi người ta hỏi ta thấy ủa ta nói sao thầy thầy thấy thầy cũng một khỏe mạnh quá ha? thật sự tôi cũng không biết tôi khỏe mạnh hay tôi yếu đuối nhưng mà thật sự tôi không có cái sự yếu đuối và tôi không không có cái sự... ngay có cả cảm giác mệt mỏi chúng tôi trong chốc lát tôi cũng không có thấy gì cả cho nên có hồi tôi đương đau nhưng mà tôi thấy tôi không có không có gì cả đại khái tôi không nói tôi đau hay không đau mà nó quay mất đi à nó thường thường nó vậy đó bởi vì cho nên cái mắt mình nó không phải là mình không có cái biết nhưng mà cái, cái chính là cái biết của nó mà nó không có cái dữ kiện cái sự đeo bám vào nó cho nên cho nên mình ở trong tất cả sự vật mình thấy biết nhưng mà nó lại giống y như trong mơ tức là nó không có định hình định danh nó không có nói tên nói tuổi nó không có nói cái gì là gì cả nó chỉ thấy là cái thấy thôi cho nên cái thấy bây giờ nếu mình ngộ được á, Thì nó lần lần nó đi vào cái thấy Cũng giống như trong mộng Cũng như sự vật nó trong mộng Với sự vật nó ngoài thật vậy đó Nó cũng giống giống nhau Thành khi mà mình bỏ sát thân này Thì cái, cái sống và cái biết nó vẫn tiếp tục Còn nhưng mà bị mình mê Bị cái nghiệp đó thì nó là thay đổi cái, cái, cái lực mà thật của thế gian chấp nhận này của một sát thân thì dĩ nhiên nó không có bởi vì nó không có cái nghiệp của thế gian để để thấy được để để nắm bắt được cái đó nhưng mà ở trong mộng nó nó vẫn có một cái cái mà mình gọi là ảo tưởng bởi vì bên ngoài mình có cái ảo tưởng là mình có vật chất còn bên mộng mình có ảo tưởng không vật chất thì nó lại còn mạnh mẽ nữa nhưng mà cái ảo tưởng lần lần nó phá nó vượt qua nó lắng tràn vào cái ảo phi ảo đó thì tức là nó ở trong chính cái cái thực chất của nó cái tinh không của nó thành con đường tu chứng đầu tiên là con đường người ta phải hiểu cái bí quyết cũng như là phải phải nghiên cứu được tất cả những cái sự phát minh đó thì có người lần lượt ra cái sao cho nên tôi biết rằng ví dụ bây giờ tôi tu không có được gì nhưng mà những cái biết của tôi nếu nó đúng rồi chân lý hợp thức thì sau cái đó nó tồn tại lâu hơn cái không biết cái không biết mà cái 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 nó và cái biết sai cái tà kiến nó mất đi nó không thể tồn tại mà cái biết chính thức nó sẽ tồn tại cái biết đó nó không bị chết còn cái không biết của mình nó ù là nó mang cái tính vật chất nó bị giảm bị chết cái thân này nó bị rã đi còn cái tính cái tinh ba anh linh của đâu nó không chết cho nên cái đó mình không nói là mình chết hay là trong mộng mà khi tôi đầu thai một kiếp nữa thì thật sự cái biết của mình đó nó không bị nó không bị bù trừ với cái thật cái không biết cho nên mình sẽ trở thành một con người khác hơn cho nên một người biết cái gì đó mà hoàn toàn nó thì nó không biết cái khác nó không biết cái nghịch của cái không biết cũng như một đứa trẻ nhỏ nó nhẹ nhàng nó vui vẻ nó quen đi nó nó quên đi chính nó cho nên nó mới tươi mát nó mới trẻ con được còn người ta, bây giờ người ta có làm trẻ con đi nữa, nó cũng là một cái người lớn rồi. Mà người lớn là cái người nó đã bị xác định ở trong cái sự càng cõi, trong cái sự xa cõi. Trong tất cả những kinh nghiệm nó tụ tập giống như một đống hột giống vậy. Cho nên cái thật quyền năng ở phía sau, cái phim quyền năng phóng chiếu ở phía sau, nhưng không ai nhìn vào chiếc máy chiếu mọi người đang nhìn vào màn hình, tức là chúng ta cứ cứ vọng tưởng vọng đằng kia thôi chứ chúng ta không có nhìn lại cái 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 máy mà chiếu phim đó. Toàn bộ thế giới chỉ là một tấm màn. Toàn bộ tính khách quan chỉ là một tấm màn và chiếc máy chiếu nằm ở bên trong. Cái này nó rất hay chúng ta cứ bây giờ chúng ta không rõ nhưng mà chúng ta cứ tin tưởng cái điều này đi, chiếc máy chiếu nằm bên trong chúng ta không ngừng phóng chiếu những hình ảnh lên tấm màn của thế giới sau đó chúng ta bắt đầu tin bây giờ chúng ta đầu tiên là chúng ta nghe nghe rồi chúng ta nó lần lần cái nghe nó kháng kích nó không có bị bù trừ gì hết, thì nó tin từ cái tin cho nên nó sẽ thấy cái thật bởi vì nó gọt ra cái không biết không thấy không nghe nó, nó gọt ra cái không đúng với cái điều mình đang biết đây thì nó trở thành cái độc nhất còn cái cái biết là cái thật Mà cái không biết là cái mình thấy biết ảo tưởng này kia nó là ma gia Nó phá cái biết thật Cũng như con người một thoáng ra người ta có thấy ngộ người ta thấy tánh Nhưng mà nó lòa lại nó quen đi nó, nó quen đi Rồi sau đó người ta là trở thành mê Chứ con người mê ngộ mê ngộ nó liên tục nhau nó, nó, bởi vì chính trong cái ngộ nó mới có cái mê được mà trong cái mê người ta mới nhìn thấy ngộ được. Nên cái này thì mình phải chiết ra mà mình phải nói làm sao được cái kẻ hở đó, cái khoảng giữa đó thì thì người ta mới thấy được. Chúng ta bắt đầu tin vào bất cứ điều gì mình nhìn thấy trên tấm màn hình, tức là mình thấy trong cái thấy, thấy từ cái thấy phát sinh. Đó. Bởi vì hiện hình là chỗ chính mình đang đi để vận hành trong đổi thái này bởi vì cái đó nó không đúng nó vừa cái nghiệp bên trong vừa cái tính giả dối bên ngoài hai cái nó phù hợp thành con người thành ra giống như bị gọt mà không thấy được cái sự gọt gẫm của cái thế giới vật chất ừ. ngay cái cảm giác xúc giác của mình cũng vậy nữa mình cũng bị đánh lừa dữ lắm ừ. mình phải chiết ra từng phần mà mình quán tưởng hay là mình trình bày thì mình mới hiểu được cho nên chúng ta bắt đầu tin vào bất cứ điều gì mình nhìn thấy trên tấm màn đây là maya năng lực phóng chiếu hình ảnh lên trên tấm màn của thế giới nếu bạn um, dừng sự phóng chiếu của mình toàn bộ thế giới liền toàn lụi tan biến thật sự vậy nếu mình nhìn mà mình không có trước hết là mình không còn hào hứng mình không có cái sự biết tưởng tượng gì đó thế giới này nó có thể là nó trở như thật nếu mình có cái tính giác ngộ thật cao còn không thôi thì mình sẽ thấy nó tàn rụi tức là mình sẽ thấy cái vô thường cũng như cái bông kia mình sẽ thấy nó đang đang héo tàn cái cái lá nó đang đang vàng nó đang rơi và thế giới này nó đang mòn mỏi nó đang biến đổi nó đang nằm ở trong cái 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 cái, shangara, cái chuyển động một thế giới nó không có đứng yên bất cứ việc gì của vậy nó không phải là đặc cứng như mình tưởng mà nó đang chuyển động cho nên nó mới có cái sự mòn mỏi già chết thay đổi hình dạng cũng như dòng nước nó êm đềm quá mình thấy nó đứng im chứ nó không có đứng im và ngay cả dòng nước mà nó trôi về đến biển nó cũng còn không đứng yên được thì cái dòng nước đang từ nguồn chảy xuống nó không đứng yên cho nên nếu bạn dừng được Sự phóng chiếu của mình Toàn bộ thế giới liền tàn rụi Tan biến Và khi thế giới tan biến Cùng ma gia của bạn Cùng cơ chế phóng chiếu của bạn Khi tấm màn Chỉ còn lại là Một tấm màng không Không có hình ảnh Bạn mặt đối mặt với Brahman Tức là lúc đó là Phạm Thiên Ừ tức là phạm thiên cũng gọi là phạm trú đó tức là nó là cái điểm dừng của tổ tất cả cho nên con người đó lúc đó mà mình không có cái tôn giáo gì khác mình không đi tiếp nữa trong cái con nữ giác ngộ thì thực sự mình bỏ thân được sinh linh phạm thiên ở trong trường hợp đó cho nên bạn đối mặt với brahman brahman là tâm mạng nhưng chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy tấm màng bởi vì nó có một dòng hình ảnh liên tục cho nên tất cả đó là những cái cõi trời cao siêu siêu việt lắm nhưng mà nó vẫn 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 ở trong một cái cái tính chất biến đổi một hình ảnh được nối tiếp bởi một hình ảnh khác một hình ảnh được thay thế bởi một hình ảnh khác có một khoảng trống nhưng chúng ta bận tâm nhiều đến hình ảnh đối mức không bao giờ cảm thấy khoảng trống bởi vì chúng ta không có thấy cái trống ở trong cái cái vật không thấy cái kẻ hở không thấy cái, cái, cái... nhưng chúng ta không thấy cái thế giới của hạt mà chúng ta thấy cái thế giới của một sự liên lạc bưng bít màu sắc và nó 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 nó, nó có cái hình lượng cho nên chúng ta không thấy một cái thế giới của mây của những cái hạt li ti đang chuyển động không bao giờ cảm thấy khoảng trống hãy hãy làm chậm lại sự phóng chiếu của bạn đi hãy làm chậm lại cổ máy phóng chiếu của bạn đi cho nên chúng ta thấy cái sự chậm lại này là gì chính là định định và thiền định Tự thiền định mà thiền định đi đến cái chậm lại dừng lại tất cả thì tự nhiên lúc nào nó phát sanh cái huệ nó tự thấy có thể có khi nó thấy bằng sự thật luôn chứ không phải thấy bằng giác ngộ Đôi khi chuyện này cũng xảy ra ở rạp chiếu bóng. Có khuyết điểm nào đó trong máy móc và bộ phim bị làm chậm lại. Và lúc ấy bạn nhìn thấy những khoảng trống. Một hình ảnh đã đi rồi, một hình ảnh khác chưa tới, có một khoảng trống đột ngột và tấm màn lộ ra. Cái chuyện đó thì chúng chúng ta coi trong những cái lần mà người ta ta, ta, ta quay phim và người ta cắt đoạn đó, thì chúng ta sẽ thấy những những cái sự kỳ bằng trống trải không có liên tục qua thiền chúng ta cố gắng làm chậm lại cơ chế của những phóng chiếu cho nên cho nên chúng ta nói qua thiền là chúng ta thấy cái thấy của thiền định chứ không phải chúng ta nói về ngồi thiền hay là tu tập gì đó trong cái tu tập đó thì chúng ta cũng có một cái sự bị dừng lại bị chậm lại còn khi mà tu tập đến mức rồi nó sanh nó huệ thì cái thấy nó mới phát sanh nếu cơ chế ấy được làm chậm lại và thậm chí trong một khoảnh khắc duy nhất bạn bắt đầu có nhận thức về khoảng trống khoảng trống không hình ảnh của tấm màn thì bạn có cái nhìn thoáng qua đột nhiên bạn biết rằng bạn đã sống trong những giấc mơ do chính mình tạo ra và bất cứ điều gì bạn vẫn qua là thế giới thật. Thật sự không phải là thế giới, nó là thế giới của bạn. Cho nên gọi là thế giới trong tâm. cho nên đam này có cái từ dịch ra là dâm ba thế giới của tôi tiêu tiêu đề thật hay mọi người đều đều đang sống trong dâm ba thế giới trong dâm ba giấc ma, trong dâm ba có sự sáng chiếu và bạn có thể tiếp tục mãi mãi. Đó là lý do tại sao những khoảnh khắc đau đớn đôi khi trở thành phúc lạc. Những khoảnh khắc đau đớn đôi khi đột ngột tạo ra thành cảnh mà ở trong đó cơ chế dừng lại loan quang và bạn nhìn thấy khoảng trống. Ai đó qua rồi, qua đời, bạn yêu anh ta. Đột nhiên có khoảng trống. Đột nhiên giờ đây bạn không thể phóng chiếu người ấy đã chết, bạn không thể tiếp tục phóng chiếu lên anh ta, bạn sẽ cần thời gian tìm một đối tượng khác để phóng chiếu cùng giấc mơ mà máy có một khoảng trống. cho nên đôi khi cái chết, đôi khi đau đớn sâu sắc, đôi khi đau ấm, đôi khi những nguy hiểm, bất thình lình, cơ chế đi loạn chọn và bạn có khoảng trống. cho nên ví dụ người ta nói tiếng quệ tới chỉ khi không có vô minh năng lượng tích cực đang tạo ra ảo tưởng này phải ngưng hoạt động cho nên cái từ năng lượng này là cái từ từ những cái nó, nó là một cái ảo tưởng nhưng mà ảo tưởng nó phải có cái sự xảy ra trong cái người mà chưa có ảo tưởng đó hoặc là chưa biết ảo tưởng đó à. cho nên bất cứ cái gì nó cũng chỉ là từ một cái cái, cái cái chuyển động một cái ảo từ cái không mà nó nó sinh ra một cái vòng quay một sự cọ sát một sự trao đổi chất và nó hình thành ra vật chất mà nó hình thành ra vật chất và nó hình thành ra ngay cả cái tâm hồn tâm thức của con người cho nên cái tâm của người này nó cũng từ cái cái thức cái biết cho nên từ nó trong cái cái bài của đạt ma có nói là phật tánh bất tùng tâm ngoại thức đó. nên là mình ngộ tánh không phải là bên ngoài bởi vì tâm sanh tiện thị tội sanh thì bởi vì cái, cái 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 thực nó nó không phải là bên ngoài bởi vì mình chỉ chỉ có thể bắt đầu bắt đầu từ thấy cái cái tâm sanh thế mình khi tới tâm sanh rồi thì tự mình sẽ thấy tâm diệt mình thấy tâm sanh tâm diệt thì mình sẽ thấy có khoảng trống của sự sanh diệt và trong đó mình có thể một lượt mà mình ngộ rất nhiều như như là khổ không vô thường vô ngã hay là tánh không bất cứ gì mình cũng ngộ được hết cả cho nên như mấy năm trước tôi hay nói về cái cái tính chất niệm và thấy niệm nó rất quan trọng cái gì đó Ừ. cái gì nữa kính chào sư ông dạ dạ con con hỏi sư ông được không vậy được hỏi đi dạ tại vì hôm bữa con con có hỏi sư ông nhưng mà sư ông bận lúc mà sư ông đang tập nơi đó hôm nay con hỏi sư ông trong lúc sư ông đang giảng ông bảo con rằng là hãy hỏi lúc mà ông giảng. Dạ. À, nhưng mà bây giờ thầy chỉ có thể nói cả trên dưới 5 phút thôi. Bởi vì bây giờ cái đồng hồ nó gần hết cái giờ rồi, thấy không? Đang đang giảng là ít nhất cũng là hệ hệ hỏi được mấy phút mà hết giờ thì thôi cứ hỏi đi, bắt đầu hỏi đi. À, sư ông à, cho con hỏi khi mà mình đã chạm được cái cái biết của mình rồi ạ à, hồi nãy giống như sư ông nói à, à, cái màn hình mà nó phóng ra người ta cho xem màn hình người ta không xem cái máy chiếu á thì ừ. con dùng phương pháp niệm phật của con con thấy câu niệm phật nó phát lên con thấy cái vọng tưởng nó trộn với nhau hai cái nó hòa với nhau sau đó con chiếu ngược lại con chiếu ngược lại con nhìn thấy cái mà đang thấy cái vọng tưởng mà dành hiểu hai cái nó như nó thật ra con nhận được cái của con con nhận được con ở trong đó rồi à, rồi sau này mà sao con không hiểu tại sao mà nó vẫn còn phiền não và vọng tưởng à, trong lúc mình ở một mình thì thôi mình yên lặng một mình thì thôi thì nó sẽ nó sẽ nó sẽ không có gì cả nhưng mà trong lúc mình đi làm hay là mình mình nói chuyện với ai đó thì ra mình quên mình theo cái ý thức hàng ngày cái thói quen của mình ngày xưa đó nó 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 không còn quay lại với cái chính mình đó nữa quay lại cái biết tâm sáng cái sáng với cái chỗ đó nó xưa xin ông khai thị cho con làm cách nào để mình ở trong đó hoài có thể để giữ được cái đó hoài bởi vì cái cũng một câu nói nhưng mà nếu mình nói khéo thì nó có thể sáng hơn trong cái lòng của mình ví dụ như nói là còn nhận tưởng hay là nhận tưởng hay là mình mình kể là mình chỉ nhận biết thôi mình biết thôi chứ không mình không có đó mình không có mang cái tính chất là mình nhận biết hay là ai nhận biết ấy cả trong cái đó nó mang một cái tính chất kia là gọi là thủ giữ nghĩa là có thật và kiểu gì thì cái câu sau đó nó không không thấy được còn cái câu đầu mình chỉ nói nhận biết như thế đó rồi nó sẽ nhận biết tiếp cái sự nhận biết mà không có người nhận biết thì tự nhiên dù mình nhận biết một tí tẹo nó vẫn sáng ra. Còn nếu mình nhận biết mà mình nói tôi nhận biết thì chỉ đó nó chỉ là giai đoạn giai đoạn của cái cái sự hiểu biết, cái cái tâm thức. Cho nên cái điều đó là con cũng cũng có một sự tiến bộ rồi đó. Cái điều đó nó cũng quan trọng nhưng mà mình phải yên lặng mình theo đó. Nhưng mà bây giờ mình cứ nếu mà niệm Phật thì cứ niệm Phật đi đều chẳng bao lâu trong cái niệm phật đó nó sẽ biến chuyển. Chẳng nhưng mình mình nhận biết mà cái mình không nhận biết mình cũng thấy được. Rồi cái cái ví dụ như mình thấy mình nghe cái câu niệm phật mình thấy khoảng không và mình cũng thấy cái tâm thức mình đang niệm nghĩa là mình thấy nhiều chiều hướng lắm. Nhưng mà một lần mình thấy nhưng mà mình cái thấy đó mình không phân biệt. Nếu mình chiết ra mà mình phân biệt á thì tự nhiên mình chỉ thấy có một một vùng một chiều nào thôi một khía cạnh đó nhưng mà mình cái cái cái, đó là cái mà mình cũng như mình bắt đầu mình có cái sự ứng dụng công hiệu của pháp môn niệm phật cho nên hồi xưa thầy cũng từ niệm phật mà thầy phát minh ra được rất nhiều cái 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 loại âm thanh cái hình dáng ở bên trong và từ cái không mà nó khởi ra cái niệm rồi rồi ở trong cái niệm đó nhưng mà mình không có không có cái tính chất ngạc nhiên bởi vì mình biết con đường nó đang tiến tới cứ yên lặng như vậy sau này lần lần mình thấy chiều sâu chiều sâu của cái không mà nó hình thành ra cũng giống như mình thấy cái giữa khoảng trời xanh mà có một cái áo mây tự nhiên nó tụ lại từ một điểm và nó lần lần nó lớn ra nhưng mà mình hãy đi ngược chiều lại đi ngược chiều lại là mình thấy mình trở thành thấy khoảng không rồi mình mới thấy cái cái chữ mà nó sanh ra nó từ lúc nào nó biến đổi như thế nào cũng như cái cuối cái con đường của thấy đó nó là gì nó sẽ không có người thấy và cái thấy của mình nó là một cái tính chất cái, cái, cái ánh sáng cái cái màn sáng nó, nó có một cái gì đó để thấy rồi sau đó cái bản ngã nó sẽ tiêu diệt nó khi mà thấy đủ rồi thì nó không còn và và tự nhiên cái thấy của mình là một chuyện bình thường cũng như bây giờ thầy ngồi đây mà thầy thấy từ hơi thở của thầy, thầy thấy cái co giãn của ruột ruột của thầy. Rồi cái nói thầy rồi cái hơi nó đi lên đi xuống rồi tất cả nghĩa là mình thấy cái rằng răng nó thấy thật, thấy là vật chất. Và trong cái vật chất đó cái vật chất mà mình thấy nó quá rõ ràng rồi thì thực sự cái ảo tưởng nó cũng giảm đi từ từ. Trên à. cái điều này phải tự kinh nghiệm thôi chứ còn lần lần mà phải hỏi hỏi trước ít nhất cũng phải 10 phút 15 phút thấy giờ rồi nữa Đó, cho nên do vậy chứ nhưng mà nhưng mà đại khái là con tu niệm phật như vậy là cũng tốt rồi đó từ niệm phật đó nó nó sanh lên cho nên tất cả mình hãy 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 nương vào cái đó mình đi từ từ đi xa hơn thì nó nó sẽ tốt thôi thôi hả ừ. thôi thầy thầy hết rồi bế mật luôn cầu nguyện cho tất cả nghe là chúng sanh được được phát tâm niệm Phật và thái Phật